Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Phúc lớn mệnh dày, vận may liên tục kéo đến, đếm tiền mỏi tay. Đúng trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này thì người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 phát tài cực mạnh, giàu có nhất vùng thiên hạ. Kính thưa quý cô bác anh chị, tháng 3 âm lịch, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Canh Tuất 1970. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị Canh Tuất 1970 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao, đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về Minh Đường Tử Vi 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý cô bác anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót. Và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý cô bác anh chị Canh Tuất 1970 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi việc ngày một phát triển. Nếu quý cô bác anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận. Đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý cô bác anh chị Canh Tuất 1970 thông tin cụ thể, đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người. Cô bác anh chị Canh Tuất 1970 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Canh Tuất 1970 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Từ nay đổ đi, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, các chuyên gia tử vi học phương Đông hé lộ trước, trời xanh ban lộc, tháng 3 âm lịch 2024 phú quý đầy nhà, tiền vàng ngập két. Kính thưa quý cô bác anh chị Canh Tuất thân mến, đầu tiên chúng ta cùng đến với tổng quan tử vi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Về luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tuất thấy rằng, tháng này nguyệt lệnh lâm mộ xuất hiện cho thấy quý bản mệnh có sự quyết tâm cao độ. Trong tháng này Canh Tuất đã xây dựng được sự kỷ luật nghiêm ngặt ngay từ những ngày đầu tháng. Điều này giúp Canh Tuất chăm chỉ làm việc, không để bị phân tâm bởi những vấn đề không quan trọng. Canh Tuất cũng không ngừng nghiên cứu và học hỏi những kiến thức mới, bổ sung những kỹ năng cần thiết cho lĩnh vực mình đang theo đuổi. Sự nghiệp của Canh Tuất có thể có dấu hiệu chậm lại một chút, nhưng nó là bước chuẩn bị cho những bước tiến vượt bậc sau này. Canh Tuất hiểu rõ rằng không có gì quý hơn sự kiên trì và cố gắng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với cách làm việc của Canh Tuất. Có người cảm thấy Canh Tuất quá khắt khe, quá nghiêm túc, quá ít tham gia các hoạt động giải trí. Canh Tuất không nên để ý tới những lời chỉ trích hay là phàn nàn của họ nhé, mà bản mệnh hãy tập trung vào mục tiêu của mình.
Canh Tuất biết rõ điều gì là quan trọng và điều gì là không cần thiết trong thời điểm này. Tuy nhiên, Canh Tuất cũng nên lưu ý rằng, trong công việc, sự linh hoạt và sáng tạo cũng rất quan trọng. Canh Tuất không nên quá cứng nhắc, quá bảo thủ, mà hãy biết lắng nghe ý kiến của người khác, đánh giá khách quan và chọn lọc những điều có ích. Canh Tuất cũng nên biết điều gì nên nói ra, điều gì nên giữ lại, để tránh gây xích mích hay hiểu lầm với đồng nghiệp hay là với cấp trên nhé. Trong tháng mới cũng mang đến cho Canh Tuất một số thử thách về mặt tâm lý. Tỷ Kiên xuất hiện trong lá số tử vi của Canh Tuất cho thấy, Canh Tuất sẽ phải đối phó với nhiều tin đồn hay lời đàm tiếu xung quanh cuộc sống cá nhân của mình. Điều này có thể khiến Canh Tuất cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi hay buồn bã. Canh Tuất nên tìm cách hòa giải những áp lực này bằng cách làm những điều mình thích, chăm sóc bản thân hay là tìm kiếm sự an ủi từ người thân. Vận trình tình cảm của Canh Tuất trong tháng này khá ổn định, nhưng không có gì đặc biệt. Canh Tuất coi tình cảm là một phần của cuộc sống, nhưng không phải là tất cả. Nếu Canh Tuất đã có người yêu, Canh Tuất nên dành cho người ấy một chút thời gian và sự quan tâm để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Nếu Canh Tuất vẫn còn độc thân, thì Canh Tuất không nên vội vàng tìm kiếm hay là ép buộc mình mà hãy để mọi thứ tự nhiên nhé. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý cô bác anh chị Canh Tuất cùng lắng nghe những dự ngôn, luận giải chi tiết về những dấu hiệu liên quan đến các phương diện, bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe như sau. Vậy bước sang tháng mới, quý bản mệnh Canh Tuất sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì? Và làm cách nào để tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn? Thì xin mời quý cô bác anh chị Canh Tuất cùng lắng nghe nhé! Và dấu hiệu đầu tiên sẽ là dấu hiệu về phương diện sức khỏe của quý cô bác anh chị Canh Tuất 1970 trong tháng 3 âm lịch 2024 như sau. Canh Tuất đã có một khởi đầu năm mới khá bận rộn, với nhiều hoạt động ngoại giao và kết nối, Canh Tuất đã gặp gỡ và trao đổi với nhiều người, mở rộng mối quan hệ và tạo dựng uy tín. Tuy nhiên, sau những tháng đầu năm thì Canh Tuất cũng cảm thấy hơi mệt mỏi và căng thẳng. Canh Tuất muốn có thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân và sức khỏe. Canh Tuất không còn hứng thú với những bữa tiệc tùng hay là những cuộc vui ồn ào. Canh Tuất chỉ muốn sống yên ổn và bình lặng để giữ gìn sức khỏe. Canh Tuất lúc này tốt nhất cần chú ý đến chế độ ăn uống phù hợp với cơ thể. Thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa, Canh Tuất cần điều chỉnh khẩu phần ăn theo chất lượng âm dương của quý bản mệnh. Nếu Canh Tuất là người âm hư, Canh Tuất nên ăn nhiều rau xanh, đậu, cá, sữa và các sản phẩm từ sữa, mía và các loại ngũ cốc. Những thực phẩm này sẽ giúp Canh Tuất bổ sung độ ẩm, thanh nhiệt và tăng cường miễn dịch. Nếu Canh Tuất là người dương hư, thì Canh Tuất nên ăn nhiều thịt gà, tê, trứng và các loại gia vị như hành, tỏi, ớt. Những thực phẩm này sẽ giúp Canh Tuất hỗ trợ tiêu hóa, tăng nhiệt và sinh khí. Ngoài ra, Canh Tuất cũng cần lưu ý đến vận hạn của Canh Tuất trong tháng này. Ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc. Nếu Canh Tuất có kế hoạch đi xa trong những ngày này, thì tốt nhất bản mệnh cần phải cẩn trọng và thận trọng. Canh Tuất có thể gặp phải những rắc rối hay phiền toái không mong muốn đó. Bản mệnh lúc này nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi, mang theo những vật phẩm may mắn và tránh xung đột hay tranh cãi với người khác. Chỉ khi Canh Tuất giữ gìn sức khỏe và an toàn, thì việc đi lại của Canh Tuất mới được thuận buồm xuôi gió. Và dấu hiệu thứ hai sẽ là dấu hiệu về phương diện tình duyên, gia đạo của quý bản mệnh Canh Tuất trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Theo luận giải tử vi, tháng 3 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp cho thấy tuổi Canh Tuất có một tháng khá ổn định về mặt tình cảm. Nếu Canh Tuất đã có một nửa yêu thương, Canh Tuất sẽ cảm thấy hạnh phúc và an tâm khi mà người ấy luôn bên cạnh chia sẻ và động viên Canh Tuất trong những khó khăn của cuộc sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào Canh Tuất cũng hòa hợp với người ấy. Đôi khi cũng có những lần xích mích, cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Để duy trì mối quan hệ lâu dài, thì Canh Tuất cần phải biết cách sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc và gia đình. Canh Tuất không nên quá mải mê với sự nghiệp mà bỏ bê người yêu. Canh Tuất cũng nên thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn. Hãy bày tỏ những điều Canh Tuất quan tâm, lo lắng cho người ấy. Nếu không, Canh Tuất sẽ dễ bị người ấy xa lánh, thậm chí là mất đi. Ngược lại, nếu Canh Tuất đang độc thân, Canh Tuất sẽ khó có cơ hội tìm kiếm được tình yêu trong tháng này. Bởi vì Canh Tuất quá chú trọng vào công việc mà không để ý đến người xung quanh, Canh Tuất cũng khá kín đáo và ít khi tiếp xúc với người mới. Do đó, Canh Tuất nên thay đổi phong cách sống của mình, hãy vui vẻ, thoải mái và cởi mở hơn. Canh Tuất sẽ thấy rằng có rất nhiều người quan tâm và yêu thương Canh Tuất. Ngoài ra trong tháng này, Canh Tuất cũng cần phải cẩn thận với người bạn thân thiết hoặc người thân trong gia đình. Có thể có một số người không thành tâm với Canh Tuất. Họ có thể nói xấu Canh Tuất sau lưng hoặc phản bội lòng tin của Canh Tuất. Canh Tuất lúc này nên giữ gìn danh dự, uy tín của mình, đừng để bị tổn thương vì những kẻ tiểu nhân nhé.
Bước sang tháng 3 âm lịch, tình hình công việc, sự nghiệp của quý cô bác anh chị Canh Tuất sẽ có chuyển biến như thế nào? Thì xin mời quý cô bác anh chị cùng tiếp tục lắng nghe dấu hiệu thứ 3 là về phương diện sự nghiệp như sau. Tháng này tương xung xuất hiện, dự báo tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng không thuận lợi cho tuổi Canh Tuất. Canh Tuất vì thế sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối, căng thẳng và áp lực trong công việc. Canh Tuất có thể gặp phải những đối thủ cạnh tranh, người ganh ghét hay những kẻ chỉ muốn hãm hại Canh Tuất. Canh Tuất có thể bị đưa vào những tình huống khó xử, phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm không phải do mình gây ra. Canh Tuất có thể cảm thấy bối rối và không biết phải làm sao để giải quyết những vấn đề này. Canh Tuất có thể nghĩ rằng mình đã làm hết sức mình, không làm phiền hay ảnh hưởng tới ai, vậy tại sao lại bị đối xử bất công? Tuy nhiên, Canh Tuất cần nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong môi trường công sở, Canh Tuất không thể tránh khỏi những âm mưu gian trá, giả tạo, lừa bịp hay là đố kỵ của người xung quanh. Canh Tuất cần phải tỉnh táo và cẩn trọng để bảo vệ bản thân và lợi ích của mình để vượt qua những khó khăn này. Canh Tuất nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong công ty. Họ sẽ cho Canh Tuất những lời khuyên và chỉ dẫn phù hợp để Canh Tuất xử lý những tình huống nan giải. Canh Tuất nên lắng nghe và làm theo những gợi ý của họ, đồng thời kiên nhẫn và chịu đựng cho đến khi mọi việc ổn định. Canh Tuất lúc này không nên vội vàng hay nóng nảy khi gặp phải những khúc mắc hay là hiểu lầm nhé. Canh Tuất cũng không nên tỏ ra quá tự tin hay kiêu ngạo khi thành công hay được khen ngợi. Canh Tuất cần giữ vững tinh thần làm việc chăm chỉ, trung thực và hợp tác. Ngoài ra, Canh Tuất cũng nên chú ý đến việc duy trì và cải thiện mối quan hệ nơi công sở. Canh Tuất nên biết cách giao tiếp, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Canh Tuất nên biết cách xây dựng niềm tin và sự tương tác tích cực với đồng nghiệp và khách hàng. Canh Tuất nên biết cách giải quyết mâu thuẫn hay xung đột một cách hòa bình và hiệu quả nhé. Canh Tuất cũng nên biết cách đóng góp ý kiến và sáng kiến cho công việc chung, đồng thời biết cách nhận xét và phản hồi một cách xây dựng. Nhìn chung, tháng 3 âm lịch năm 2024 này là một tháng đầy thử thách cho quý bản mệnh Canh Tuất. Tuy nhiên, nếu Canh Tuất biết cách ứng phó và khắc phục những khó khăn này, thì Canh Tuất sẽ có thể vượt qua và đạt được những thành quả tốt đẹp trong công việc và mối quan hệ nơi công sở. Minh Đường Tử Vi chúc Canh Tuất có một tháng mới thành công và hạnh phúc. Và dấu hiệu thứ tư và cũng là dấu hiệu cuối cùng sẽ là dấu hiệu về tài lộc của quý bản mệnh Canh Tuất trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Tháng 3 âm lịch năm 2024 này là một tháng khó khăn về tài chính đối với tuổi Canh Tuất. Quý bản mệnh đã rất cẩn trọng và tiết kiệm trong việc chi tiêu, cũng như nỗ lực tích lũy thêm thu nhập để đảm bảo cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sao Đại Hao, quý bản mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều chi phí bất ngờ và khó kiểm soát. Đại Hao là sao xấu, mang lại những khó khăn và trắc trở cho công việc, sự nghiệp, gia đình và tài lộc. Canh Tuất sẽ phải chi trả cho những khoản như sửa chữa nhà cửa, xe cộ, điều trị bệnh tật, giải quyết các vấn đề pháp lý hoặc giúp đỡ người thân. Những khoản chi này sẽ khiến Canh Tuất cảm thấy áp lực và lo lắng, vì bản mệnh không biết khi nào mới có thể dừng lại. Và cách tốt là bạn cần hạn chế những hoạt động ăn chơi, du lịch hay mua sắm không cần thiết nhé. Để tránh tình trạng cháy túi và thiếu hụt tài chính, Canh Tuất cũng nên kiểm tra lại các khoản thu nhập và chi tiêu của mình để xem có thể tiết kiệm được ở đâu và tăng thu nhập ở đâu. Canh Tuất có thể sử dụng các công cụ quản lý tài chính như sổ ghi chép, file Excel hoặc là các ứng dụng trên điện thoại để theo dõi dòng tiền của mình một cách chính xác và minh bạch. Điều này sẽ giúp Canh Tuất có cái nhìn tổng quan và rõ ràng nhất có thể về tình hình tài chính của mình, cũng như đưa ra những quyết định hợp lý và hiệu quả. Cho dù gặp khó khăn là đó, nhưng Canh Tuất cũng có thể học hỏi được những bài học quý giá về cách quản lý tiền bạc. Canh Tuất sẽ hiểu ra rằng tiền bạc là một phương tiện, không phải mục đích cuối cùng của cuộc sống. Canh Tuất sẽ biết cách sử dụng tiền bạc một cách có ý nghĩa và có trách nhiệm, không lãng phí hay hoang phí. Canh Tuất sẽ nhận ra giá trị của việc tiết kiệm và đầu tư để tạo ra nguồn thu nhập bền vững và an toàn. Canh Tuất sẽ trân trọng hơn những gì mình có và bản mệnh sẽ biết cách chia sẻ với người xung quanh đấy. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video Từ nay đổ đi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Các chuyên gia tử vi học phương Đông hé lộ trước, trời xanh ban lộc, tháng 3 âm lịch 2024 phú quý đầy nhà, tiền vàng ngập két. Thưa quý cô bác anh chị Canh Tuất sinh năm 1970 thân mến, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bản mệnh Canh Tuất sinh năm 1970. Xin mời Canh Tuất sinh năm 1970 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 theo tháng sinh để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại.
Tuy nhiên, vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế nếu quý bản mệnh là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Vận mệnh của tuổi Canh Tuất sinh tháng Giêng. Tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân, tuổi Canh Tuất sinh vào tháng này vẫn chịu ảnh hưởng từ năm Dậu. Trước đó, tâm tính mềm mỏng, trọng tình cảm, nhìn chung thì cuộc đời không phải trải qua lại hạn, tai nạn gì lớn, có thể bình an cho đến cuối đời. Những năm đầu đời, cuộc sống không được như ý, cho nên bạn cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện số mệnh. Sức khỏe tốt, là người thật thà, chân thành, có thể dựa vào chính sức mình mà làm nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, mất nhiều thời gian hơn người có chỗ dựa vững vàng, người này được cha mẹ bao bọc nhiều, cho nên không có chí tiến thủ, không có nhiều mong muốn gây dựng sự nghiệp, chỉ muốn sống ổn định, không quá vất vả, thích hợp làm giáo viên, biên tập, nhân viên kỹ thuật. Trong chuyện tình cảm, dù là nam hay nữ thì tuổi Canh Tuất sinh tháng này cũng rất nghiêm túc, họ thích tình yêu nhẹ nhàng, êm ái, không thiết bị đắm chìm trong cuộc tình bỗng cháy. Họ là người theo mẫu khá truyền thống, khi theo đuổi tình yêu cũng phải chờ tới khi thời cơ chín muồi mới hành động. Tuy nhiên, con giáp này không đủ tinh tế để nhận biết tình cảm của đối phương, nếu yêu người bằng tuổi thì sẽ dễ sinh mâu thuẫn. Vận mệnh của tuổi Canh Tuất sinh tháng 2 âm lịch. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 2 âm là tiết Kinh Chập, người này gan dạ, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao, tự đại và không xem ai ra gì. Nếu xét về tiếng xấu thì Canh Tuất sinh tháng này hay bắt nạt, ức hiếp người khác, mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Song, nhìn từ khía cạnh khác, đây là con người hướng ngoại, một khi đã đặt ra mục tiêu làm gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn, sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 2 âm có sự nhạy bén cao mà không phải ai cũng có được, có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn, là vũ khí tốt để đi tới thành công, được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông, thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Có điều cũng có lúc con giáp này trở nên chủ quan, khinh địch, dẫn tới thất bại, tin người quá mức, không có kế hoạch rõ ràng cho những việc cần làm, cho nên thường thất bại, mặc dù đã bỏ nhiều công sức ra trước đó. Vận mệnh của tuổi Canh Tuất sinh tháng 3 âm lịch. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh, đây là người thông minh, có bề ngoài hấp dẫn, đa tài, đa nghi, cuộc sống hạnh phúc, tự do, tự tại. Tuổi này rất giỏi và có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác, tổ nghiệp phúc mỏng, mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình. Là người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè, anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Canh Tuất sinh tháng 3 âm phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực, không sống quá mơ mộng. Tiền vận họ là người có tài về văn hóa nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thích hợp làm nghề kiến trúc sư hoặc những công việc trong ngành dịch vụ. Vận mệnh của tuổi Canh Tuất sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết Lập Hạ, Canh Tuất sinh vào tháng này có các tinh tử phi chiếu mệnh, là người đại phú đại quý, cả đời cơm no, áo ấm, chẳng phải lo phiền. Người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định, an nhàn, di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ, cho nên cuộc sống của con giáp này khá thoải mái. Tính tình Canh Tuất sinh tháng 4 âm khá hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn. Họ thích nói đạo lý, hay tìm tòi học hỏi, có sự tự tin cao, con giáp này khá hoạt ngôn, biết cách nói chuyện để khiến người khác cảm thấy thoải mái. Vận mệnh của Canh Tuất sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm là tiết Mang trùng, tuổi Canh Tuất sinh tháng này được đại cát tinh phù trợ, hiện vận tài lộc vượng, hậu vận an nhàn. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc, họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Canh Tuất sinh tháng 5 âm đầu óc linh hoạt, thân thiện, hòa đồng, chân thành với mọi người. Song nhìn từ mặt khác, đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, mua chuộc các mối quan hệ để có lợi cho mình, thường hay tươi cười. Nhưng tâm tư sâu xa khó lường, người này không thích hợp làm lãnh đạo mà có duyên làm thư ký hay những công việc có tính chất tham mưu và góp ý cho sếp. Vận mệnh của Canh Tuất sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm rơi vào tiết Tiểu Thử, xem vận mệnh Canh Tuất sinh tháng này có thể thấy, đây là người thông minh, cơ trí, có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ so với người khác. Bước khởi đầu trong đời của tuổi Canh Tuất sinh tháng 6 âm khá thuận lợi, tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ để được đảm nhận nhiều trọng trách lớn, dám nghĩ, dám làm, có lý tưởng, có chí hướng, song bản mệnh có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao, tự đại, không biết sống khiêm nhường. Bản mệnh là người ham du lịch, thích sống cuộc sống hào thoáng, cho nên chi tiêu thiếu kiểm soát,
dễ rơi vào cảnh túng thiếu, bạn bè tuy nhiều nhưng không mấy thân thiết. Con giáp này lòng tự trọng cao, cho nên hiếm khi vay mượn cũng chẳng tích lũy được gì. Vận mệnh của Canh Tuất sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm là trùng với tiết Lập Thu, có dịch mã động tinh chiếu mệnh, tiền bạc không thiếu nhưng phải bôn ba khắp trốn. Người này tính tình không cương, không nhu, không có tâm cơ, làm gì cũng có đầu, có cuối, song không được nhờ cậy gia đình nhiều, tiền vận vất vả, phải khổ tâm lao lực gây dựng sự nghiệp. Đến tuổi 35, tuổi 36 thì sẽ toại nguyện, đến khi 40 tuổi thì mọi sự hanh thông, đến 50 tuổi thì rất ổn định, cuộc sống tài lộc phất mạnh. Không phải lo nghĩ, con giáp này là người có tài, có chí, không khuất phục trước khó khăn, đi tới đâu cũng được trọng dụng. Nữ mệnh thì khó giữ bí mật, trong khi nam mệnh là người hiền lành, vui vẻ, đa sầu, đa cảm, đường tình đào hoa vô số, song vì thiếu nhẫn nại mà khó tìm được ý chung nhân nên dễ kết hôn muộn. Vận mệnh của Canh Tuất sinh tháng 8 âm lịch. Canh Tuất sinh tháng 8 âm trùng với tiết Bạch Lộ, là người thông minh, tài giỏi, được nhiều người ngưỡng vọng, bản mệnh được cha mẹ giúp đỡ nhiều. Khi ra ngoài có quý nhân tương trợ, cho nên bước đường tương lai cũng thuận lợi hơn nhiều, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu. Nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ vô lượng, có địa vị cao và vững vàng. Tuy nhiên, tính cách quan sát này có phần bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu suy nghĩ mà làm chuyện đắc tội với người khác. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh tháng 8 âm lịch. Họ là người này sống khá lý trí và khắc khe với người khác. Bản tính hay suy nghĩ nên thường lên kế hoạch hơn là hành động. Họ thích hợp làm công việc hậu cần. Họ thường tính toán quá nhiều mà thiếu quyết tâm và dũng khí. Cho nên nếu làm công việc tiền phương thì dễ thất bại. Khi đối mặt với kẻ địch, Canh Tuất sinh tháng này mỗi khi gặp phải khó khăn, trở ngại là dễ nản lòng, không có ý chí chiến đấu tiếp. Tuy nhược điểm không ít, nhưng nhờ sự chu đáo, tỉ mỉ, bản mệnh hoàn toàn có thể xoay ngược thế cờ. Họ được nhiều người yêu quý cũng là nhờ ưu điểm này. Vận mệnh của tuổi Canh Tuất sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch con giáp này được các tinh trợ mệnh, cuộc đời phú quý. Tuy nhiên, tài lộc không phải lúc nào cũng dồi dào. Tuổi Canh Tuất sinh tháng này tính tình cương nghị, quyết toán tài hoa, trí tuệ hơn người, có lý tưởng, có chí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ. Nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách quá cứng rắn, cho nên sẽ phạm vài sai lầm lớn trong công việc. Cả đời họ sống thanh bạch, không coi trọng tiền tài, tư lợi, địa vị cao, nhưng chẳng hề khoe mẽ, cũng chẳng có nhiều tiền tạc trong tay, thích hợp làm công việc nghiên cứu, đầu tư. Canh Tuất sinh tháng 9 âm, họ có tư tưởng cởi mở, thích khám phá những điều mới lạ, yêu ghét phân minh, nhưng lại không giỏi ăn nói. Họ không quen đè nén cảm xúc, có chuyện gì cũng thể hiện ra, cho nên dễ đắc tội với người khác. Sinh vào tháng này trong năm, người này dễ sa đà vào chuyện rượu chè, thích uống rượu nhưng vẫn biết điểm dừng, trí nhớ cực kỳ tốt, hiếm khi quên chuyện gì. Vận mệnh của Canh Tuất sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết Lập Đông, người tuổi Canh Tuất có tháng sinh âm lịch này là người thẳng thắn, có tài, yêu công việc. Họ không được cha mẹ, anh em giúp đỡ nhiều, tổ nghiệp phúc mỏng, cho nên họ phải lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có khả năng kiếm tiền tốt, thế nhưng họ lại không biết cách giữ tiền giỏi, ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu, vận mệnh cuộc đời không đến nỗi nào, từ khi còn trẻ, họ đã thành danh. Theo tử vi chọn đời, nữ mệnh đào hoa cực vượng, đi tới đâu cũng có người yêu, kẻ mến, song, người này dễ bị hiểu lầm là họ hay lo chuyện bao đồng mà đắc tội với người trong cuộc sống hàng ngày. Con giáp này rất giản dị, không quá coi trọng vật chất, tuy nhiên, khí chất hơn người, có thể thấy họ là người cao sang, quyền quý, đối tượng kết hôn của họ cũng thường là xuất thân từ gia đình danh giá. Vận mệnh của tuổi Canh Tuất sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm trùng với tiết Đại Tuyết, tuổi Canh Tuất sinh tháng này tính tình nóng nảy, mồm nhanh hơn não, dễ đắc tội với người khác. Họ có tài thực sự, họ không sợ hãi trước cường quyền và làm gì cũng có trước, có sau, họ là người bao dung độ lượng. Tuy nhiên, tài lộc của tuổi Canh Tuất sinh tháng 11 âm không nhiều, anh em người thân không giúp đỡ được mấy, phải tự dựa vào chính bản thân mình, càng đi xa thì càng dễ lập nghiệp. Tới tuổi 27, tuổi 28 thì tuổi này sẽ gặp nhiều may mắn, đến khi tuổi 49 dễ gặp chuyện nguy hiểm. Người này có nhiều tham vọng và có óc quan sát tốt, đây vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm. Trong chuyện tình cảm dễ sinh lòng nghi kỵ, ghen tuông mà gây tổn thương cho cả đôi bên, thiếu sự quyết đoán khi đứng trước tình yêu, vì thế dễ lỡ mất lương duyên. Cuối cùng là vận mệnh của Canh Tuất sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm là tiết Tiểu Hàn, Canh Tuất sinh tháng Chạp có mệnh vinh hoa phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời, cha mẹ nâng đỡ, có cả quý nhân phù trợ, trong gia đình ai ai cũng xuất sắc,
Vì thế con giáp này không cần phải quá vất vả cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà con giáp này ỷ lại. Canh Tuất sinh tháng 12 âm vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình. Chưa tới 40 tuổi đã vang danh bốn bể, tài lộc đầy nhà. Trong tình yêu, chỉ cần phát hiện được mục tiêu là họ sẽ hết lòng theo đuổi, dễ rơi vào lưới tình đến mù quáng, đánh mất lý trí. Với nữ mệnh, nên chọn người có gia cảnh tương xứng, nam tuổi Tuất sinh tháng 1 âm hay tuổi Ngọ sinh tháng 3 âm là tốt nhất. Nam mệnh nên lấy vợ là nữ tuổi Ngọ, sinh tháng 8 âm là tốt nhất. Kính thưa quý cô bác anh chị thân mến, chúng ta mong cầu có được cuộc đời an yên, nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được phương hướng. Hãy lắng nghe lời Phật dạy về an nhiên để giúp ta tìm được bến đỗ tâm linh vững chắc cho cuộc đời mình. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như, hãy tịnh tâm mà an tĩnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. 2. Mỗi người đều phải tìm thấy sự yên bình từ bên trong bản thân mình và sự bình yên thật sự không thể bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. 3. Con đường là tự mình đi, cẩn thận chút đừng để ngã, bạn bè là để giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau chút đó là điều nên làm, hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng, phiền não là tự mình chuốc lấy, quên nó đi, đừng quấn lấy mãi, tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương tình cảm là từ bồi dưỡng mà thành, cần thuần khiết, đơn giản, thành công thì phải trả giá, cần cố gắng và chịu vất vả, thất bại là khó tránh, nghĩ thoáng chút, cần chấp nhận. 4. Hạnh phúc không phải là vơ vào cho mình thật nhiều mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác, đó mới là hạnh phúc, bản thân hạnh phúc tắc vận mệnh sẽ tươi đẹp. 5. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới, hãy quán chiếu sự sống, trong giờ phút hiện tại, kẻ thất giả an trú, vững chãi và thảnh thơi, phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. 6. Nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động nhưng không vọng động, người không động tâm thì không làm bậy. Người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác, sướng khổ, đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. 7. Người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm, còn viên mãn hay không phải tùy duyên. 8. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. 9. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc, gian nan, vất vả. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm nhận được sự yên tĩnh nơi tâm mình, đó mới chính là ý nghĩa bình yên thực sự. 10. Thay vì tìm kiếm những điều xa vời, hãy hướng sự chú ý vào chính bản thân mình. Sự bình yên không đến từ thế giới bên ngoài, mà xuất phát từ sâu thẳm bên trong trái tim mỗi người. 11. Vạn pháp duy tâm tạo, con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng, thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. 12. Có sinh ắt có diệt, có hợp ắt có tan, có thịnh ắt có suy. Khi bạn vui hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn, vạn pháp thế gian vốn vô thường. 13. Nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động nhưng không vọng động, người không động tâm thì không làm bậy. Người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác, sướng khổ, đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. 14. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. 15. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi, hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. 16. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. 17. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 18. Người có trí tuệ hãy thổi bay những cấu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc, từng tí một, từng cái một và từng lúc một. 19. Thiền định mang lại sự thông tuệ, không thiền định sẽ dẫn đến vô minh, hiểu rõ những gì dẫn dắt bạn hướng về phía trước, những gì cản trở bạn và lựa chọn con đường dẫn đến sự thông tuệ. 20. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão, những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. 21. Buông xả mọi phiền não trong cuộc sống, để tâm bình an là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người. 22. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài.
23. Những ai phá hủy được cội nguồn của sự ghen tị sẽ luôn bình yên trong tâm hồn. 24. Để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem hạnh phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Nếu một người có thể làm chủ suy nghĩ, người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy. 25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại. 26. Chỉ cần tự giác tâm an thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt, nếu còn một người chưa đủ thì đừng nên thoát một mình. 27. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. 28. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. 29. Hạnh phúc không thể đạt được nếu chúng ta không nhìn nhận thực tế mà chỉ theo đuổi ảo tưởng. Thực tế không tốt, cũng không xấu, vạn vật vốn như vậy. Không thể nào đúng như mong muốn của chúng ta, nhận thức và chấp nhận điều đó chính là một trong những chìa khóa mang lại hạnh phúc. Trong suốt cuộc đời, chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì, vì vậy hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, mỉm cười và giác ngộ ngay lúc này. Đó chính là điều mang lại sự thanh thản cho tâm hồn con người, không bị chi phối bởi cảm xúc, không bị ràng buộc bởi tình cảm, không lo lắng về tương lai, không bận tâm về quá khứ. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung Từ nay đổ đi, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, các chuyên gia tử vi học phương Đông hé lộ trước. Trời xanh ban lộc, tháng 3 âm lịch 2024, phú quý đầy nhà, tiền vàng ngập két từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý cô bác anh chị Canh Tuất sinh năm 1970 thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Canh Tuất sinh năm 1970 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.